mây này có thể là Big Bell. Mà Big Bell đánh mệt lắm nha, Big Bell thì mình đánh hơi mệt đó, khả năng win thấp. The light dims, but we fight. Nếu mà đánh Big Bell thì khả năng win mình thấp lắm. This bay mới ghê chứ. What does the future hold? Nó biết bay không? Có điểm bên siêu không ta? Hay là điểm siêu cũng tốt, điểm siêu làm cho mình không bị mất minion. Siêu cũng được. Tránh được một cái spell của nó.
The light dims, but we fight. Lúc sau cái đường Vinh Siêu thấy lợi giả mang, không bị gì hết. Hay là đóng băng ta? Đóng băng quá. Đừng nói đóng băng nha. Không băng mới mệt đó. Cái đóng băng nó mệt hơn là cái mà nó lia á. Nó lia thì mình còn đánh được, chứ nó đóng băng đâu đánh được đâu. Má, nắp sau thì bên siêu mới ngon quá. Đừng có đóng băng là được rồi. Má tại đóng băng tên sao nó lia. Càng mệt. What to do? What runs out on me. Chứ đóng băng rồi quá. Không phải đóng băng. 18 máu à. Ôi 8 máu. 3, 6, 9, 12, 15. Ok đủ rồi. Dư luôn. Quá dư luôn. Hello? Hello?
Má đánh cái control qua đi nó mệt rồi chứ. Mấy trận là đánh không vui rồi đó. The light dims, but we fight. Reporting for duty. Put this apple on your head. Reporting for duty. Repent. Incoming, incoming. The battle. Incoming. What would Uther do? Fuck. Reporting for duty. Chơi lại nào sớm, sớm vậy? The battle! Reporting for duty. The battle! Có thể xem lại lại nào sớm vậy? Bây giờ phải có Demon Seal á, khi kiếm Demon Seal á may ra mấy cái này mới có thể tồn tại được hai turn. Kèo lên khó quá.
Reporting for duty. Un'Goro belongs to the Titan. It's time to test your mettle. Reporting for duty. Hay quá, để bên Favo đẹp tuyệt vời em ơi. Ngon tuyệt vời luôn, tuyệt vời. Cực kỳ luôn. Má nó quá cực kỳ phải luôn. Đẹp thiệt, tuyệt vời thật. Nó chỉ còn một cái ability nữa là hết rồi. Mà nó vẫn còn một cái concept racer. Vẫn còn có cái concept. Còn cái dặm, nếu mình may mắn thì nó không ra cái dặm, nếu mà may mắn thì nó không ra cái dặm thì mình win. Ok, vậy mình win rồi. Tên này nó hồi lại 5 máu và 17 máu, 17 máu với 2 giáp là 19. Oh, hello. Còn mò tách nữa nè. Wow. Hên quá đi, đánh nó lên thua chứ.